Mẹ anh chắc rất thích, tại vì mẹ anh thích ăn cháo lắm. Dạ, rất là bổ luôn anh, và dễ nấu nữa. Khi cái phần chim cút chúng ta đã xào được như vậy rồi, thì chúng ta sẽ cho hết vào trong cái nồi cháo chúng ta luôn. Đó, màu nhìn rất là hấp dẫn đúng không nè? Linh chắc chắn cái màu này sẽ lên rất là đẹp, tại vì mình đã có tẩm ướp sa tế đúng không? Lá sách ăn vị nó giống như là mềm mềm, nó mọng nước, nó mướt mướt, đúng rồi, sọt sọt. Rất là thấm gia vị vô, rất là ngon, rất là thơm. Mời quý khán giả đón xem chương trình Nhanh Mà Ngon phát sóng vào lúc 11:50 các ngày thứ 2, 3, 4, 5 hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.